nay ngày 19 tháng 12 nha. Đại Bộ Phúc Lộc chào tất cả anh em chú bác gần xa nha. Thì bên chợ em hôm nay cũng diện mớ bò cam nha anh em chú bác. Em quay cả cảnh anh em chú bác có nhu cầu mua alo em nha. Đây em cũng quay em báo giá luôn nha nha. Ở đây em cặp bò số 5 nha anh em chú bác. Bò này nó mét 2 5 phân nha anh em chú bác. Bò này cũng dày dặn nha anh em chú bác, bò này nghiêng về góc bô nha. Hai con này em cũng gáp cho nó xứng xứng cặp đó nghe anh em chú bác. Bò này cũng dày dặn nghe anh em chú bác. Hàng bò số 5 này thì có giá là 26.500 nghe anh em chú bác. Bò này cũng chân móng hoàn thiện anh em chú bác. Đây kế tiếp hàng bò móc số 6 nha. Bò này xương ống cao dày dặn anh em chú bác. Hàng con số 6 này nó mét 2 7 phân anh em chú bác. Hai con dạng xương tốt nha, ăn móc đều nha anh em chú bác. Hai con lai đi đâu nha. Đây, hai con dạng lai đi đâu. Hai con bò móc này thì cái giá nó cũng 26.500 nha anh em chú bác, cặp số 6 nha. Còn đây đòn dài xương dày dặn nha anh em chú bác. Đây kế tiếp ba con bò số 7 nha. Bò này cái chiều cao cũng dạ 1m3 nha anh em chú bác. Ba con bò số 7 này nó cũng dạng đều đều bò nha anh em chú bác. Bò này em cũng mới về nghe anh em chú bác. Ba con bò số 7 này cái giá là nó 42.500 nghe anh em chú bác. Cao mét 3 nghe. Bò này cũng già tháng ngang giá nó cũng bự giá trơn anh em chú bác. Bò này nó cũng dày dặn nha. Đây kế tiếp cặp số 8 nha. Bò này thì nó cũng là bò anh em chú bác. Đấy, chiều cao cũng mét 3 4 phân nha. Bò thùng dạo nha. Bò này dạng bò bốn vách nha anh em chú bác.
Cái quả số 8 này nó hình tướng nó đẹp nghe anh em chú bác. Cặp số 8 này thì có giá 30 triệu 500 nghe anh em chú bác. Đây, kế tiếp em bò lẻ số 9 nha. Bò này chiều cao 1m35 phân nha. Bò này dày dặn anh em chú bác, bò này lực bò nha. Số 9 này thì có giá là 16 năm nha anh em chú bác, chiều cao 1m3 nha. Bò này bộ lực nha anh em chú bác. Đây, kế tiếp cặp số 10 nha, hàng bò võ tàng nha anh em chú bác. Hàng bò số 10 này cũng chiều cao nó cũng khá nha anh em chú bác. Nó 1m36 nha. Bò này nó hơi vỏ tàn anh em chú bác, hàng bò số 10 nha. Hai con này xương dày dặn cũng vẫn đi đôi nha anh em chú bác. Chiều cao 1m36 nha anh em chú bác. Bò này thì nó bò này bò dạng bò đói cỏ nó ốm nha anh em chú bác. Hàng bò này cái giá có 30 triệu 500 nha anh em chú bác. Bò này thì về dỗ nó mau nha, già tháng nha. Đây em còn con lẻ bò này thì nó chiều cao 1m44 phân nha. Dạng bò mỏng nha anh em chú bác, gã tàn nó có nha. Bò này có giá có 19 triệu nha anh em chú bác. Đây, kế tiếp cặp số 4 nha anh em chú bác. Hai bò số 4 này chiều cao cũng 1m27 nha anh em chú bác. Bò này cũng chân móng hoàn thiện nha anh em chú bác. Bò số 4 này thì giá nó cũng 26 năm nha anh em chú bác. Chiều cao 1m27 nha.
Đây, kế tiếp hang bò số 3 nha. Hai con này cũng mét 2-5 phân nha anh em chú bác. Hang bò số 3 nha. Hang bò này bò chà ba nha anh em chú bác. Hang bò số 3 này có giá 25 năm nghe nên chú bác. Chiều cao mới chiều cao mét 25 nghe. Đây kế tiếp cặp số 2 nghe, hang bò này có dạng chiều cao mét 2 nghe. Anh em chú bác. Còn đây mét 2 dư nghe anh em chú bác. Hai con số 2 này thì có giá nó có 25 triệu nghe anh em chú bác. Còn bò số 1 nha, bò này nó mini nha. Nó mét 1 5 phân nha anh em chú bác. Bò số 1 này cái giá nó có 10 triệu 500 nha anh em chú bác. Rồi, chào tất cả anh em chú bác nha. Có nhu cầu mua alo em nha. Chạy bò em ở thuộc xã Hòa Quyền Châu Thành tỉnh An Giang nha anh em chú bác. Cặp quốc lộ 91 nha.